Cảm ơn tất cả các bạn đã trở lại với kênh review sản phẩm của cửa hàng DIY Home Depot. Và sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là máy quạt u lông dùng pin DeWalt DCF880D2. Sản phẩm được chứa chống hạt nhiệt độ khá chắc chắn và thuận tiện cho việc di chuyển nhiều các công trình. Dòng chiếc u lông này thích hợp sử dụng để cho gia đình liên hạt đi các công trình và sử dụng cho các công sự. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu phối hợp và xem thấy bên trong có những gì. Đầu tiên là bộ sách hướng dẫn và phiếu bảo hành của máy và sách hướng dẫn, các bạn có thể tham khảo sau khi. Đây, máy DCF880D2 thiết kế rất nhỏ gọn và tiện lợi. Bộ sản phẩm này bao gồm một pin kèm theo và một sạc hỗ trợ cho công việc của bạn không bị gián đoạn. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin về cấu tạo cũng như thông số của máy nhé. Dòng máy điều quát DCF880B sử dụng pin 18W lithium, kiểu dáng cầm tay nhỏ gọn, tốc độ đọc là 0 từ 0 đến 2007 IPM, tốc độ thông tải là từ 0 đến 2003 vòng trên 1 phút. Thiết kế máy tiện dụng, ở phần đầu được bọc bởi kim loại chắc chắn chống rỉ sét, thân máy được bọc một lớp cao su và tay cầm được bọc cao su với độ bám dính cao, thuận tiện cho công việc và hạn chế một số trường hợp ra mồ hôi khi làm việc. Máy được trang bị một số tính năng tiện ích như là hệ thống đảo chiều để dành cho việc quặn và siết bu lông. Máy còn hỗ trợ ba đèn ở đầu máy để hỗ trợ cho làm việc những khu vực tối. Sử dụng pin 18V lithium 2.0 Ah với thời gian sử dụng khá lâu và hai pin nên công việc của các bạn sẽ không bị gián đoạn trong lúc làm việc. Dòng máy bằng siết u lông này được trang bị mô men sáng là 540 nanomet để thực hiện một số loại các ứng dụng vặn bu lông cỡ lớn. Sản phẩm gồm có hai pin và một sạc và kèm theo một hộp nhựa rất tiện dụng cho những công việc đi thi công. Mấy bạn siết bu lông này sử dụng khá êm và có hệ thống các loại thông khí ở phía sau máy giúp tản nhiệt nhanh và hoặc giúp máy hoạt động trong thời gian lâu mà không sợ bị nóng máy. Ngoài ra còn có một tay móc để các bạn có thể móc qua thắt lưng khi làm việc ở trên cao. Mình sẽ thử qua một số công thức. Cái mạch nhẹ và sản phẩm này hiện đang được cung cấp tại các cửa hàng của DIY Home Depot. Các bạn có thể truy cập website diyhomedepot.vn để xem thông tin của sản phẩm. Hãy liên hệ tới các số hotline trên trang web để được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn. Các bạn cũng có thể để lại comment dưới video này để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.
chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video review tiếp theo.